đồng và bà Hiểm và Tôn Trầm có một bó hoa 50.000 đồng, tổng trị giá bó hoa là 250.000 đồng. Vậy thông báo cho câu lạc bộ Tôn Trầm nắm được. Chuẩn bị bắt đầu. Theo đội Trầm là đội 12. Vậy thông báo cho đội 12 tổ chức. Chúng tôi thông báo sau khi đội chạm kết thúc là đến đội ngày 2, ngoài thông báo đội ngày 2 đội chỉ Sơn Kiến Hương. Chú Anh Dũng và ban tổ chức đại diện cho các gia đình cá nhân anh tặng những bó hoa tươi thắm cho câu lạc bộ. Đại nghị khán giả đón một tràng vỗ tay để chúc mừng đội Trầm về những thành công tiết mục nhà hoa. Xin chân thành cảm ơn.